Chào mừng quý thính giả đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự lựa chọn và đồng hành của các bạn trong buổi tối ngày hôm nay với chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị tiếp theo vào mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng nghe nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp câu chuyện Tấm Vải Đỏ, phần tiếp theo. Dù gì chúng ta cũng không nên qua đêm ở đây, bởi vì nếu ở lại chúng ta sẽ không có cơ hội trốn thoát, hay là chúng ta tách nhau ra. Làm thế có thể tăng cơ hội sống sót. Bởi nếu chúng ta cứ túm tụm một chỗ, chẳng may xảy ra chuyện gì, không có ai có thể thoát ra được. Điều cấp bách bây giờ là phải có người chạy ra được bên ngoài để xin cứu trợ. Trời ạ, cái chỗ khỉ kho cò gái này làm gì có ai đến mà cứu chứ. Chúng ta chẳng trông chờ vào ai được đâu, Thi thất vọng nói. Lục Tử Minh kiên trì thuyết phục mọi người hãy tách nhau ra để chạy trốn. Đây là kinh nghiệm nhiều năm làm trong ngành cảnh sát của anh. Không bao giờ để hết trứng trong một lọ. Tình hình nguy cấp như thế này, một người thoát ra được cũng là kỳ tích rồi, không thể chần chừ lâu hơn nữa. Anh thò đầu ra khỏi giếng trời của ngôi nhà để quan sát xung quanh. Anh nhận thấy cảnh đêm ở đây thật đẹp. Chỗ này giống như thế ngoại đào nguyên, bầu trời được điểm xuyết vô số vì sao sáng làm cảnh đêm càng trở nên lung linh huyền ảo. Không ai có thể lường trước được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong nơi này. Kha Lương là người thứ hai trèo lên giếng trời. Anh thốt lên, nếu người ta khai thác nơi này thành điểm du lịch mới thì dịp mùng 1 tháng 5 năm nay, chúng ta sẽ có thêm một địa điểm để xả hơi. Tần Cẩm đánh nhẹ vào chân Kha Lương nhắc nhở, lúc này mà cậu vẫn còn tâm trạng xả hơi được à? Kha Lương quay lại cười với cô, anh nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai ra rồi đưa cho Tần Cẩm. Cậu đeo nó đi, nó sẽ bảo vệ cho cậu đấy. Ông mình nói là nó có thể bảo vệ được một người mà. Thế còn cậu? Mình là hậu duệ nhà họ Kha, sao lại cứ cần thứ này bảo vệ chứ? Tần Cẩm cảm động nhìn anh không nói lên lời. Trong lúc mạng sống của mọi người có thể bị đe dọa, nếu có vật bảo vệ có lẽ sẽ không phải bỏ mạng tại nơi đây. Vậy mà Kha Lương lại nhường cơ hội đó cho cô. Tần Cẩm không nói lên lời, đôi mắt cô ẩn ẩn nước. Lục Tử Minh nhìn thấy cảnh này vô cùng đau lòng. Anh nhận thấy những ngày này do thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, anh chẳng còn tâm trạng đâu để nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ nữa. Vậy mà lúc này đây, điều anh không mong chờ nhất đã xảy ra. Thi đau khổ nhìn Tử Minh. Cô cố kìm nén xúc động rồi thuyết phục Tần Cẩm. Mình sẽ ở cùng với Tử Minh. Tách ra sẽ càng nguy hiểm hơn. Cậu và Kha Lương nên chia nhau ra mà chạy. Nhưng Tần Cẩm thúc Thi một cái rồi nói. Cậu lên giếng trời trước đi. Đúng lúc Thi trèo qua giếng trời thì có tiếng lục đục ở ngoài sân. Tần Cẩm giục mọi người mau trốn đi. Ba người leo lên mái nhà rồi trượt xuống theo đường phía sau ngôi nhà. Lúc này Tần Cẩm muốn trốn cũng khó, bởi giếng trời cũng hướng về cổng nhà. Chỉ cần cô ló đầu ra là bị phát hiện ngay. Tần Cẩm nhẹ nhàng ôm hắc bào trốn vào góc khuất của gác xép. Qua cửa sổ gác xép, cô có thể nhìn rõ mọi thứ ở trong sân. Tuy ngôi làng này không có điện, nhưng cô nhận thấy ở đây có thứ ánh sáng mờ mờ, sáng hơn ánh trăng một chút. Thứ ánh sáng đó phát ra từ đất, chiếu sáng cả ngôi làng. Cô nghe thấy Tiểu Ngư reo vui, bố mẹ đã về rồi ạ. Vài đốm sáng ma chơi vây quanh người của Tiểu Ngư. Ngoài sân ồn ào hẳn lên, cuối cùng có người đẩy cửa bước vào sân. Tần Cẩm sợ hãi, tò mò quan sát bố mẹ Tiểu Ngư, cô muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ. Hai bóng người bước vào trong, giọng nói của họ giống hệt như Tiểu Ngư. Từng từ một rất chậm. Bây giờ cô đã biết Tiểu Ngư học từ bố mẹ nó. Giọng nói đó không khó nghe, nhưng lại khiến cho người ta sờn gai ốc. Tiểu Ngư à, bố mẹ đã về. Con lấy nước cho bố mẹ rửa mặt đi. Tiểu Ngư vui vẻ, nhanh chóng đi lấy nước. Trong mấy chốc, đã bưng nước ra. Nó thành thục, đưa chiếc khăn mặt cho bố. Tần Cẩm nhìn vào chậu nước đặt trong sân. Màu nước sáng lạnh trong đêm. Cô thấy bố Tiểu Ngư chậm chậm ngồi xuống rửa mặt. Trái với suy luận của Tần Cẩm, cô tưởng sẽ nhìn thấy một bộ mặt bị phân hủy. Đằng này bộ mặt tuy không đẹp, nhưng bình thường như bao nhiêu người khác. Mái tóc lòa xòa xõa xuống trước trán, làm cô không nhìn rõ được mắt của ông ta. Họ ngồi xuống bên chiếc bàn trong sân. Cha của Tiểu Ngư dịu dàng, ngâm thơ, hát. Bà bắt đầu kể lại những câu chuyện vui khi đi làm. Tần Cẩm cảm thấy mình đang nghi quá. Cô nghĩ con người ở đây thật chất phác. Họ sống ở vùng sơn cước, lạc hậu, cách biệt hẳn với thế giới đầy biến động ở bên ngoài. Có lẽ ở đây thậm chí còn chưa có điện. Do vậy mà người ta đi ngủ sớm rồi tranh thủ đi làm tối cũng nên. Trên đời này lấy đâu mà lắm ma quỷ đến thế? Vừa nghĩ cô vừa cười nhạo sự nhát gan của mình.
Đúng lúc cô định đi ra chào bố mẹ của Tiểu Ngư thì cô nhìn thấy gì đó trong mắt của Hắc Bảo. Trong giây lát, mắt Hắc Bảo sáng như gương, nhìn vào đó có thể thấy hết toàn cảnh trong sân. Về lý mà nói, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Trong mắt Hắc Bảo, cô không chỉ nhìn thấy 3 người mà là 5 người. Cô đã quá quen với 2 bóng người kia. Một đứa đang ngồi trên đầu của bố Tiểu Ngư, đứa còn lại đang vắt vẻo sau lưng của mẹ Tiểu Ngư. Cô đã nhìn thấy cảnh này lúc con ma nữ bám vào Thi Thi và anh Kỳ. 2 con ma nữ đang ở trên người của bố mẹ Tiểu Ngư. Chúng thò tay khoét mắt họ rồi đưa vào mồm. Gió thổi tung đám tóc trước mặt bố mẹ Tiểu Ngư. Tần Cầm chỉ nhìn thấy 4 hốc mắt đen ngòm, không còn chảy máu nữa. Dường như họ không còn cảm giác đau. Bọn họ không phải là người. Tần Cầm đã hiểu rõ chân tướng sự việc. Mồ hôi túa ra. Cô suy đoán, có lẽ ngôi làng này đã vô tình có được tấm vải ma quái đó. Rồi tất cả mọi người ở đây bị lời nguyền tai ương ám vào, sau đó bị bọn ma nữ nhập hồn điều khiển. Cô thắc mắc tại sao Tiểu Ngư lại không bị chúng điều khiển. Tuy cả làng đã bị lời nguyền hại chết, tại sao ông nội trẻ lại nói rằng chính bản thân lời nguyền đó cũng sợ hãi khi trở về đây. Cô chợt nhận ra đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa. Trong mắt Hắc Bảo, cô nhận thấy bọn ma nữ đã bắt đầu hành động. Dường như chúng đã đánh hơi thấy cô. Bố mẹ Tiểu Ngư ngơ ngác đứng dậy hỏi, có người lạ vào làng hả con? Giọng nói của họ lúc này đã thay đổi, không còn nhịp điệu chậm chạp như lúc nãy nữa, thay vào đó là giọng nữ đanh thép. Tiểu Ngư nghịch ngợm trả lời, đâu có, con không dẫn người lạ tới đây. Bố mẹ Tiểu Ngư không tin, tự leo lên gác xếp tìm. Tần Cầm nhìn thấy rõ 2 con ma nữ đã ngừng bóc mắt bố mẹ của Tiểu Ngư. Chúng bắt đầu chỉ tay lên gác xếp rồi không ngừng làm động tác quét mắt bằng ngón trỏ. Tần Cầm sợ hãi nhìn xung quanh. May mà bên trên còn có giếng trời. Cô định leo lên bên trên nhưng Hắc Bảo lại đứng chặn phía trước. Lẽ nào bây giờ trèo lên giếng trời còn nguy hiểm hơn ở chỗ này? Nhưng nếu cứ đứng ở đây, sớm muộn gì cũng bị bố mẹ Tiểu Ngư phát hiện. Lúc này cô chẳng còn chỗ nào để trốn cả. Cô đành lùi sâu vào góc khuất của gác xếp, 2 tay ôm chặt Hắc Bảo. Tự nhiên Hắc Bảo ngoan hơn hẳn. Nó nằm im, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân ngày càng to dần. Cầu thang gỗ cứ cót két không ngừng. Tiếng bước chân rất lạ, không giống với tiếng người đi lại, cứ bồm bộp như tiếng gỗ rơi từ trên cao xuống vậy. Tần Cầm trốn sau 1 chiếc thùng gỗ được đặt ở 1 gác trên gác xếp. Cô đã nhìn thấy bóng người lấp ló ở ngoài cửa. Tim cô đập thình thịch. Ánh sáng mờ ảo rọi vào căn phòng. Cô nhìn thấy bố Tiểu Ngư tiến gần về phía giếng trời. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Đột nhiên khuôn mặt lạ với 2 hố mắt trống rỗng ló ra. Chả trách Hắc Bảo không cho cô trèo lên. Hóa ra trên đó đã có người mai phục rồi. Tần Cầm lo lắng nghĩ thầm. Lẽ nào Kha Lương, Thi Thi, Lục Tử Minh đã bị bọn ma này bắt rồi. Nếu không sao mấy cái xác chết này lại biết ở trên giếng trời có người. Trời ạ, không biết họ thế nào rồi. Bây giờ cô mới thấy quyết định của Tử Minh là hoàn toàn chính xác. Nếu lúc này họ đang túng tụng ở đây thì khả năng một người trốn thoát cũng khó. Tần Cầm nghe tiếng bước chân bố mẹ Tiểu Ngư ngay sát chỗ cô trốn. Cô đã có thể nhìn rõ mặt họ. Trên người họ có hồ máu tử thi. Trên 2 hốc mắt chỉ còn lại những cục máu khô sẫm bám lại. Động tác của 2 con ma nữ kia rất chậm. Hình như chúng đã phát hiện ra nơi ẩn náu của Tần Cầm. Trong lúc nguy cấp, cô nghĩ tới Kha Lương và chiếc khuyên tai anh đưa cho cô. Cô vội lấy chiếc khuyên tai ra. Ánh sáng tím trên khuyên tai giờ sáng rực lên. Bọn ma dường như rất sợ thứ ánh sáng này. Chúng không dám tiến lại gần. Đúng lúc này, một bóng người nhảy từ giếng trời xuống. Tần Cầm và bố mẹ Tiểu Ngư đều quay đầu nhìn. Thì ra là Kha Lương. Anh đang cầm 1 chiếc gậy gỗ. Đừng sợ, mình đến cứu cậu đây. Tần Cầm đứng phắt dậy. Cô chạy về phía anh trách móc. Cậu còn quay lại đây làm gì? Mình không thể để cậu ở đây một mình được. Bên giếng trời lại xuất hiện 2 bóng người nữa. Đó là Thi Thi và Tử Minh. Đúng vậy, bọn mình không thể để cậu ở đây được. Xích hoàn của Kha Lương và vòng ngọc của Thi Thi đều sáng bừng lên. Xem ra trước mắt có thể bảo vệ được họ. Hắc Bảo run rẩy trong lòng của Tần Cầm. Mọi người đứng dựa vào cửa sổ đối mặt với bố mẹ Tiểu Ngư. Tử Minh rút súng chĩa vào bọn ma. Thi Thi liếc nhìn khẩu súng trên tay Tử Minh rồi nói, cất đi, đừng lãng phí đạn nữa anh. Bọn này có bắn chúng cũng không chết đâu. Tử Minh vẫn ngoan cố chĩa súng vào chúng. Đột nhiên mẹ Tiểu Ngư đi về phía cửa để tránh ánh sáng rồi kêu to. 4 người nhận ra đám ma chơi trong làng bỗng chốc bay về hướng ngôi nhà này. Chết thật, bọn chúng gọi đồng bọn tới trợ giúp đấy.
Kha Lương uất ức lên tiếng. Tần Cẩm Dục, còn ở đấy mà nói gì nữa, mau mau xem có đường nào có thể chạy thoát được. Không chạy được nữa rồi, bọn tôi đã quan sát xung quanh, vốn dĩ có thể thoát khỏi nơi này, nhưng vì cứu cô nên tôi đã quay lại. Ai ngờ mấy kẻ ngốc này cũng quay lại hết. Lục Tử Minh lườm Kha Lương một cái. Hừ, ai bảo anh quay lại làm gì? Nếu biết anh cũng quay lại, tôi đã chẳng quay lại làm gì. Kha Lương tức tối đốt lại. Ra khỏi làng là thoát thôi mà. Lúc nãy còn được, chứ bây giờ thì khó rồi. Chúng ta đã bị bao vây, bây giờ có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Thi Thi tuyệt vọng nói. Tần Cẩm an ủi cả bọn. Cũng có thể Xích Hoàn và Vòng Ngọc có thể bảo vệ được chúng ta cho tới sáng. Trời sáng là mấy cái xác chết sẽ quay về mộ của chúng ngay thôi. Tiểu Ngư đã từng nói với chúng ta, bố mẹ nó ngủ rất lâu, không cho phép ai quấy rầy mà. Nhưng Xích Hoàn và Vòng Ngọc, mỗi cái chỉ có thể bảo vệ cho một người thôi. Tôi chỉ sợ chúng ta không trụ được đến sáng. Lục Tử Minh tỉnh táo phân tích vấn đề. Trong lúc cả bọn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó, thì càng lúc càng nhiều người kéo đến ngôi nhà này. Tần Cẩm không cần nhìn vào mắt của Hắc Bảo cũng có thể đoán được, đám người này đều đã bị ma điều khiển. Tần Cẩm thầm nói, không biết lời nguyền độc ác Ca Băng này có tổng cộng bao nhiêu phân thân, không biết nó còn tiếp tục hại chết bao nhiêu người nữa đây. Các xác chết đã bao vây họ. Lúc này ánh sáng trên Xích Hoàn và Vòng Ngọc đã yếu dần. Bỗng họ nghe thấy tiếng trẻ con lành lót. Bố mẹ à, bây giờ bố mẹ đã tìm thấy anh chị ấy rồi, bố mẹ xuống đi. Nghe tiếng của Tiểu Ngư, bố mẹ cậu bé liền đứng im tại chỗ. Hai con ma nữ không bám chặt vào họ nữa, cũng không còn làm động tác quét mắt. Mùi xác chết bốc lên nồng nặc. Những xác chết ở trong sân cũng không thể tiến lên phía trước nữa. Bố mẹ Tiểu Ngư bỏ đi càng làm cho họ khó hiểu. Anh chị mau xuống đi, người trong thôn đến chơi với anh chị này, anh chị xuống chơi cùng em đi. Tần Cẩm thấy ba người còn lại đều gật đầu đồng ý. Bây giờ là Bức Thượng Lương Sơn, muốn tháo lui cũng không được nữa rồi. Lúc xuống cầu thang, họ bùn rùn chân tay. Họ đi giữa một bầy xác chết, họ băn khoăn không biết rốt cuộc Tiểu Ngư muốn giúp hay là muốn hại họ đây. Ở trong sân người ta đã bày sẵn bàn ăn, giống như là chuẩn bị ăn cơm. Tiểu Ngư kéo bọn họ ngồi xuống ghế, tiếp theo nó mời tất cả mọi người cùng ngồi. Không hiểu sao các xác chết đó lại nhất nhất nghe theo lời Tiểu Ngư, lần lượt ngồi xuống. Bố mẹ Tiểu Ngư ngồi cùng bàn với họ. Tần Cẩm nhìn vào mắt Hắc Bảo, cô muốn xem bọn ma nữ đang làm gì. Cô ngạc nhiên nhận thấy bọn chúng đều đang chìm trong giấc ngủ. Tiểu Ngư mời bố mẹ nó ăn cơm. Bốn người túm tụ lại một chỗ, họ đều cảm thấy chuyện này thật hoang đường, không thể tin nổi. Họ có chung một suy nghĩ, không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng mong mình có thể sớm tỉnh lại. Tiểu Ngư ăn thức ăn riêng của mình, ngô và quả dại. Nó không hề biết mình đang sống trong một môi trường thế nào. May mà nó bị mù. Tại sao Ca Băng không làm hại Tiểu Ngư? Mọi người thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi thằng bé. Họ phân vân không biết những xác chết này đang ăn cái gì. Một bà lão trông lành lặn như đất đi ngang qua chỗ bọn họ, vừa đi vừa rút cây nến đỏ ra cho vào mồm. Các xác chết đều bưng chiếc bát trước mặt mình lên, trong bát đầy nến thơm. Khắp nơi vang lên tiếng nhai nến khô khốc. Ăn xong, bọn xác chết lại nhanh chóng giải tán theo yêu cầu của Tiểu Ngư. Bốn người họ được sắp xếp vào một phòng. Tiểu Ngư nói trong đó đã có giường. Đẩy cửa ra, họ thấy hai cỗ quan tài đặt ngay chính giữa. Kha Lương kinh hãi tột độ. Anh lén chạy sang phòng Tiểu Ngư để xem nó đang làm gì. Anh không tin nổi vào mắt mình nữa. Thật đáng sợ. Tiểu Ngư đang bò vào chiếc quan tài màu đen. Bố mẹ thằng bé giống như bị điểm huyệt, cứ đứng như tượng trước hai đầu quan tài. Kha Lương vội vã chạy về thông báo cho mọi người phát hiện mới của mình. Bốn người chằn trọc hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng. Lúc tỉnh dậy, ngôi làng vẫn im lìm như cũ. Họ chỉ nghe thấy tiếng múc nước của Tiểu Ngư. Tần Cẩm là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng. Cô khẽ hỏi Tiểu Ngư, bố mẹ em đâu rồi Tiểu Ngư? Họ đi làm rồi, người làng đều đi làm hết, chỉ có một mình em ở lại trông giữ làng thôi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mặt trời đã ló ra, tuy không rực rỡ, nhưng ít nhiều mang lại chút hơi ấm cho bọn họ. Bọn họ đã chống đỡ được qua một đêm. Thi Thi thở dài não nề. Tần Cẩm hiểu bạn mình nghĩ gì. Trước kia họ là những cô gái thời thượng, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mọi người, với mốt này mốt nọ. Những việc cần làm trong ngày của Thi Thi, nếu không phải là đi khách sạn bao dài, thì là phóng xe đi du lịch, hoặc là xem phim. Còn bản thân cô thì viết ít tiểu thuyết kiếm tiền. Họ cảm thấy đấy mới là cách hưởng thụ cuộc sống thực thụ. Tuy sướng như vậy, nhưng họ vẫn chưa hài lòng cho lắm. Thế nhưng
Nếu so với hoàn cảnh bây giờ thì đúng là một trời một vực. Đối với họ, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để được tồn tại trên thế giới này. Giờ đây họ đang phải giành giật từng giây từng phút với ác ma để có được sự sống mong manh. Tần Cẩm cảm thấy họ như đang sống trong cơn ác mộng, chứ không phải trong một cuộc sống hiện đại. Những viên kim cương, quần áo, nước hoa giờ đã không còn liên quan đến các cô nữa rồi. Lục Tử Minh đề nghị mọi người cùng đi quanh làng để tìm xem có manh mối nào không. Trải qua một đêm hãi hùng, không ai muốn tách riêng ra nữa. Tạm biệt Tiểu Ngư xong, họ liền lên đường ngay. Họ nhận ra đã từ lâu không có ai lai vãng tới ngôi làng này. Qua kiến trúc xây dựng và cách bố trí của làng, có thể nói đây là ngôi làng cổ. Họ đi lòng vòng hồi lâu rồi quyết định dừng chân tại một ngôi nhà to, chắc là nhà của người giàu có nhất làng. Tường của ngôi nhà này được xây rất cao, trên cổng lớn còn treo vải đỏ nữa. Tấm vải đã bạc phếch do mưa gió dập vùi. Bên trong sân còn bày rất nhiều bàn ghế, giống như đang có tiệc hội vậy. Bốn người tò mò bước vào xem. Ngôi làng vắng lặng đến mức họ còn nghe thấy tiếng bước chân của mình vọng đi rất xa. Bát đũa được đặt ngay ngắn trên bàn. Từng cơn gió lạnh thổi qua, họ đoán chủ nhân phải rất giàu vì ngôi nhà chiếm tới 1/3 diện tích của làng. Bên trong không biết bao nhiêu gian phòng nữa, đồ đạc bày biện đều rất quý giá. Kha Lương cầm một chiếc bình hoa lên nói, trời ạ, nếu chiếc bình này là đồ thật thì chúng ta giàu to rồi. Thôi đi ông, chúng ta không phải tới đây để tìm kho báu. Xin ông cất tính hiếu kỳ đi cho người khác được nhờ. Thi Thi tiến lại gần ngắm, cô hớn hở reo lên. Chúng ta giàu rồi, chiếc bình hoa này đúng là đồ cổ thời nguyên đấy. Trời ạ, nhà này thật giàu có. Thi Thi vốn là thiên kim tiểu thư nên cũng có kiến thức sơ đẳng về khảo cổ. Nghe thấy Thi Thi nói như vậy, mọi người liền xuống lại chỉ chỉ trò trò và bình luận. Đúng lúc này một trận gió lạnh nổi lên. Tần Cẩm ngẩng đầu lên xem thì thấy một bóng người già đang đứng ở cuối hành lang. Quá kinh sợ, Tần Cẩm đánh rơi chiếc bình xuống đất. Chỉ nghe choang một tiếng, chiếc bình vỡ vụn. Lục Tử Minh cũng nhìn thấy bóng người áo đen đó. Anh bắt đầu đuổi theo. Kha Lương và Thi Thi tiếc nuối nhìn những mảnh vụn của chiếc bình hoa, sau đó mới bắt đầu chạy theo. Bốn người cố bám sát đằng sau. Đến giờ họ vẫn chưa biết bóng đen đó là người hay ma. Tuy nhiên chắc phải có duyên cớ gì thì bóng đen ấy mới xuất hiện chứ. Bóng đen đó cứ thoát ẩn thoát hiện ở cuối các ngõ hẻm, khiến họ không tài nào đuổi kịp. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, họ quyết định chia nhau ra tìm. Làm như thế có thể sẽ dồn được bóng đen đó vào một góc. Bởi xét cho cùng ngôi làng này cũng không rộng lắm. Họ cứ đuổi mãi, tới cây hòe giữa làng, vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Đúng lúc này, ông nội của Kha Lương bỗng bay xuống trước mặt họ rồi dặn dò. Ông đã tìm hiểu rồi, chỗ này đúng là nơi nặng âm khí nhất. Các cháu nhất quyết phải rời khỏi đây trước lúc trời tối, bằng không sẽ không còn cơ hội thoát thân nữa đâu. Nhưng bọn cháu không tài nào tìm được đường về. Khi đi lang thang trong làng, chúng cháu phát hiện đường về đã bị cỏ dại che phủ mất. Kha Lương sốt ruột nói, dù thế nào chăng nữa các cháu cũng phải về. Nếu không có đường thì cứ dẫm bừa lên cỏ, ắt có đường ngay mà. Ông có cảm giác âm khí ở đây càng ngày càng nặng đấy. Đến ông cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Ông nội nghiêm túc nói, đang lúc mọi người bối rối chưa tìm được phương án nào khả thi. Ông nội nói tiếp, sư muội à, hay muội thả Hắc Bảo xuống đất để nó thử tìm đường đưa mọi người ra khỏi chỗ này đi. Càng ở đây lâu sẽ càng nguy hiểm đấy. Nhưng bọn cháu phải làm gì với tấm vải đây? Hay cứ bỏ nó ở đây là được hả ông? Lời người này đã giết chết mọi người trong làng. Do vậy ngôi làng này không thể giam nó được nữa. Ông sợ có trả lại cũng chẳng được tích sự gì. Quan trọng nhất là làm sao để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Mọi người trong làng đã chết, chỉ có duy nhất một đứa bé đang sống. Tần Cẩm vội nói. Gì cơ? Vẫn còn người sống ở đây ư? Ngoài các cháu ra, ông không nhận thấy sự tồn tại của bất cứ người nào khác nữa. Các cháu cần phải cẩn thận đấy. Vừa nói dứt câu, dường như ông nội đã nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, rồi vội vã biến mất. Bầu không khí ngột ngạt kết hợp với sự xuất hiện và biến mất của ông trẻ khiến cho mọi người chán nản vô cùng. Họ đều không thể tin nổi Tiểu Ngư đáng yêu kia lại không phải là người. Lục Tử Minh buồn bã thốt lên, cứ nhìn thấy ông nội của Kha Lương là lại có chuyện chẳng lành. Kha Lương uất ức định đốt lại Tử Minh cho bỏ tức thì bất ngờ nghe tiếng xào xạc vang lên từ cuối con hẻm. Mọi người ngẩng đầu lên xem thì ra là bóng người áo đen lúc nãy. Lúc này người đó không biến mất nữa mà chậm chậm tiến về phía họ. Mọi người chăm chú quan sát, hóa ra là một bà lão già nua, mặt mũi nhăn nheo, đau khổ, không đoán được tuổi, răng đã rụng hết. Bà già tiến về phía họ, im lặng hồi lâu rồi nói, cuối cùng thì các cháu đã tới. Nói rồi bà già ngồi trên phiến đá dưới gốc cây giữa làng.
dõi đôi mắt ra xa và thở dài rồi nói tiếp. Trước đây cứ vào khoảng thời gian này trong ngày, mọi người trong làng lại tụ tập ở đây hóng mát, bây giờ thì vắng lặng chẳng có ai cả. Kha Lương hấp tấp hỏi, bà là người làng này ạ? Đúng vậy, nhưng dân làng này không chấp nhận sự tồn tại của ta. Tại sao hả bà? Thi Thi và ba người còn lại đều bị lôi cuốn vào câu chuyện. Bà lão bắt đầu kể chuyện. Làng này có tên là Thạch Đầu, tuy tọa lạc ở nơi hoang vắng, nhưng do có nghề nhuộm và truyền thống nên dân làng cũng có của ăn của để. Lúc ta sinh ra đã bị mọi người coi là không bình thường. Dân tộc Mèo chúng ta quan niệm trẻ con khi đẻ ra mà cười là không may mắn, định mệnh sắp xếp đứa trẻ ấy là tín đồ của Vu, về sau phải trở thành người của Vu giáo. Tần Cẩm thắc mắc, bà ơi, thế Vu là gì ạ? Vu chính là thần hộ mệnh cho chúng ta. Theo truyền thuyết, mẹ của bà ta là người, còn bố của bà ta là rắn. Do vậy bà ta nửa người nửa rắn. Điều này cũng có nghĩa bản tính của bà ta một nửa là người, một nửa là yêu. Bà ta bảo vệ cho những người trong làng, do vậy yêu cầu chúng ta phải cống hiến linh hồn cho bà ta. Vu còn có thể sai khiến được chúng ta. Ta vừa mới ra đời đã bị Vu chọn làm tín đồ, nhưng bố mẹ ta lại không muốn ta trở thành Vu đồ, cứ cương quyết giữ ta ở lại làng, không đuổi lên núi. Sau đó khi trưởng thành, ta lập gia đình. Mãi tới khi ta có cháu nội Tiểu Ngư, lời nguyền của Vu mới linh nghiệm. Bà là bà nội của Tiểu Ngư sao? Đúng vậy, do không chịu để ta làm tín đồ nên bố mẹ của ta đã đắc tội với Vu. Vì vậy sau này Vu đã trút phẫn nộ lên cháu nội của ta, Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cũng là Vu đồ sao? Thi Thi tò mò hỏi. Nó không phải là Vu đồ mà là yêu quái. Yêu quái ư? Không lẽ nào? Nó đáng yêu lương thiện thế, sao lại có thể là yêu quái được? Bốn người không tin vào tai mình nữa. Các cháu đoán xem, Tiểu Ngư mấy tuổi rồi? Bà nội Tiểu Ngư nhẹ nhàng hỏi. Khoảng 5-6 tuổi gì đó, đúng không bà? Kha Lương láo táo đáp lại. Nó đã quá nớ tuổi đó từ lâu rồi, chẳng qua nó không lớn nổi thì thôi. Nó cũng không bị mù đâu, ta không cho nó mở mắt ra đấy, bởi ta không muốn nó nhìn thấy cảnh tượng buồn thảm nơi đây. Không biết làng này đã xảy ra chuyện gì mà lại tiêu điều vắng lặng đến như vậy ạ? Tần Cầm tò mò hỏi bà lão. Tiểu Ngư vừa ra đời không lâu thì người giàu có nhất làng này lấy vợ. Tất cả người làng đều tới tham dự đám cưới của ông ta. Chính trong đêm đó mọi người đã bị lời nguyền Ca Băng giết chết. Ca Băng ư? Bà cũng biết lời nguyền Ca Băng sao? Bởi ta là hóa thân của Vu đồ nên sớm biết hôm ấy có chuyện chẳng lành, ta đã lén ôm Tiểu Ngư đi để thoát được kiếp nạn này. Tất cả dân làng đều bị Ca Băng điều khiển. Ta biết đây là báo ứng của ta nên đã quyết định làm Vu đồ để có thể bảo vệ được Tiểu Ngư. Do Tiểu Ngư lớn lên trong một môi trường đầy âm khí thế này nên nó mới không lớn nổi. Sao bà không bế Tiểu Ngư đi trốn? Ta không đủ sức vượt qua khu rừng này nữa. Hơn nữa Tiểu Ngư cũng không thể rời xa nơi này được. Nó vốn đã không phải là người, do vậy nếu rời bỏ ngôi làng này nó sẽ chết. Vì vậy ta quyết định ở lại đây để bảo vệ nó. Tại sao bố mẹ Tiểu Ngư lại có thể xuất hiện vào buổi tối thế hả bà? Bố mẹ Tiểu Ngư xuất hiện được là do nó đã sử dụng sức mạnh tinh thần gọi chúng về đó. Tiểu Ngư có sức mạnh phi phàm, nó có thể điều khiển được bọn ma nữ quái ác đó. Bản thân nó đến giờ vẫn không biết bố mẹ nó đã chết. Sức mạnh tinh thần tiềm tàng trong người nó có thể kêu gọi được các xác chết về chơi cùng. Bốn người lộ rõ vẻ ngạc nhiên, liền hỏi lại. Toàn bộ xác chết trong làng đều do Tiểu Ngư gọi về ư? Đúng vậy, nhưng nó không biết gì đâu. Nó chẳng qua vẫn là một đứa trẻ tự cho rằng mình bị mù mà thôi. Thế tại sao bà biết chúng cháu tới đây? Ca Băng xuất hiện ở làng ta, đã giết chết mọi người trong làng. Tuy thế sức mạnh của nó vẫn chưa dừng lại ở đây. Tiểu Ngư có thể điều khiển được nó, nhưng không biết vì lý do gì, Tiểu Ngư lại tặng Ca Băng cho người khác. Có lẽ là chính Ca Băng muốn đi. Chính vì thế mà tấm vải ma quái đó đã lọt vào tay cháu. Thi Thi nghiến răng nói, lúc đầu cô cứ tưởng mọi bất hạnh là do cô mang tới. Bây giờ cô đã biết, cô chỉ là một nạn nhân đen đủi bị Ca Băng chọn mà thôi. Bà già thông cảm nhìn cô nói, đến giờ ta cũng không hiểu tại sao Ca Băng vẫn tiếp tục gieo rắc tai họa cho người khác. Giả sử có mối thù lớn cỡ nào thì cái chết của cả làng ta cũng đã quá đủ để nó mãn nguyện rồi chứ. Hàng đêm ta vẫn tự hỏi tại sao Ca Băng chưa sát hại ta và Tiểu Ngư. Lẽ nào nó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào đó chăng? Có thể do nguyên nhân này nó đã đau khổ dằn vặt, kêu thét giữa đêm rồi ép Tiểu Ngư phải tặng nó cho các cháu cũng nên. Tần Cầm hét lên, cháu vẫn chưa hiểu rốt cuộc mọi việc là sao. Lẽ nào ai đó trong bọn cháu có liên quan tới lời nguyền chết tiệt này ư? Ta nghĩ khả năng này đúng đấy.
Do vậy nó đã gọi các cháu tới đây để bắt đầu cuộc thảm sát mới cũng nên. Kha Lương uất ức hỏi lại, làm sao các băng lại có liên quan tới tụi cháu kia chứ? Lúc cả băng xuất hiện tụi cháu còn chưa có mặt trên cõi đời này kia mà. Bà già nhẹ nhàng vỗ vào vai Kha Lương giải thích. Cháu à, ca băng vốn được mệnh danh là lời nguyền đáng sợ nhất trên đời mà. Nó không những có thể truy sát người bị nguyền rủa, cũng như thân bằng cố hữu của họ, mà còn có thể truy sát kiếp sau của người đó nữa. Nếu người bị nguyền rủa đó có trao chát chút chít, gì gì đó, thì nó vẫn tiếp tục công việc. Nếu linh hồn của người bị nguyền rủa được siêu sinh đầu thai kiếp sau, thì nhất định ca băng sẽ tiếp tục tới quấy rối, rồi tiêu diệt nhân vật ở tương lai đó. Lục Tử Minh tức giận nói, trên thế giới này sao lại có loại lời nguyền ác độc đến thế chứ? Hại người ta một đời còn chưa đủ hay sao, mà phải theo người ta đến tận kiếp sau? Đúng vậy, có lẽ mối thâm thù đó không gì có thể xoa dịu được, nên mới biến thành lời nguyền độc ác như vậy. Tần Cầm nói, mối thâm thù này đúng là rất lớn. Bà già chỉ tay vào ngôi nhà lớn trước mặt rồi nói, nguồn cơn câu chuyện bắt đầu từ ngôi nhà này, các cháu muốn nghe không? Bốn người chỉ thấy từ tay bà già bay lên một vòng khói màu tím, họ nghe thấy tiếng bà già vọng lại, từ xa không rõ lắm. Đây là giấc mộng ký ức bà đã lưu lại. Các cháu xem xong sẽ rõ cả thôi. Bốn người đã có kinh nghiệm xem giấc mộng ký ức. Họ biết sắp có kịch hay để xem rồi. Họ như quên đi nguy hiểm trước mắt. Tay trong tay họ cùng tiến bước tới tấm gương to. Một giọng nói lành lót cất lên. Cầu tử, mày hái cho tao bông hoa kia đi. Đó là giọng nói của một bé gái sắc sảo, yêu kiều, khoảng 7-8 tuổi, trông rất đài cát, quyền quý. Con bé đứng bên vách núi chỉ tay vào bông hoa đỏ đó đang nở rộ, rồi ra lệnh cho đám trẻ ăn hoặc rách dưới bên cạnh mình. Thằng bé tên Cầu Tử vừa sợ lại vừa ghét con bé, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi hái hoa bởi con bé dọa. Cầu Tử à, nếu mày không hái hoa cho tao, tao sẽ bảo bố tao không lấy vải nhà mày nhuộm nữa. Thằng bé lần mò đi tới vách núi, vách đá trơn tuột do vừa mưa xong làm cho nó đứng không vững mà ngã xuống. Bọn trẻ sợ ngây người ra, rồi không ai bảo ai, tán loạn chạy về nhà. Con bé cũng sợ hết hồn, nhưng nó nhanh chóng theo chân bọn kia chạy thục mạng về nhà. Bọn trẻ không dám nói với người lớn, thằng bé tuy bị rơi xuống vách núi, nhưng nó may mắn thoát chết, chỉ bị gãy hai chân mà thôi. Nó rên rỉ đau đớn, tưởng như không qua nổi. Một ông lang đi hái thuốc ngang qua đó đã cứu lấy nó. Tới khi hồi phục hoàn toàn, nó trở về nhà, thì biết tin bố mẹ đều đã qua đời. Lúc đi tìm con giữa đêm hôm khuya khoắt, bố nó không may rơi xuống vực rồi chết. Mẹ nó không chịu nổi, mất mát lớn lao, chẳng bao lâu cũng mắc bệnh mà qua đời. Từ đó không ai biết tin tức gì về Cầu Tử nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, không ngờ mới đó mà đã 10 năm trôi qua. Một hôm có một thương gia chuyên thu mua thảo dược chuyển tới làng Thạch Đầu. Anh ta không những tuấn tú mà còn đa tài, đa nghệ. Sự có mặt của anh ta ở đây đã gây chấn động lớn tới người dân. Công việc chính của người dân nơi đây là lên núi tìm những loại rễ cây có thể nhuộm vải được, sau đó đưa vải đã nhuộm tới nhà trưởng làng họ Dư. Họ Dư từ lâu quen thói bóc lột dân lành, người làng ai cũng căm giận lão ta. Sự có mặt của thương gia trẻ tuổi tên Trần Văn này đã đem đến một cơ hội mưu sinh khác cho người dân nơi đây. Bây giờ họ không theo nghề nhuộm vải nữa mà chuyển sang việc tìm thảo dược. Khí hậu ở đây rất thích hợp với thảo dược, nên thảo dược mọc phong phú quanh năm. Trần Văn quyết định ở lại làng trong một ngôi nhà cũ, rồi lập điểm thu mua thảo dược tại đây. Việc anh định cư tại làng khiến cho ông Dư lo sợ. Ông nhận thấy nếu người dân cứ tiếp tục không mang vải tới cho ông, thì dù cho sản nghiệp có lớn đến cỡ nào cũng khó mà giữ nổi. Để gạt bỏ cái gai trong mắt, ông đã sai đệ tử trong nhà đột nhập vào nhà ám sát Trần Văn. Trần Văn không những giỏi võ lại là người mưu trí, nên dễ dàng đánh đuổi bọn đầy tớ kia. Anh tức giận báo thù bằng cách cắt tóc đại tiểu thư nhà họ Dư, Dư Kim Sa. Tiểu thư nhà họ Dư bị trói vào ghế. Trần Văn không hề sàm sỡ cô, trái lại anh cứ nửa cười, nửa không nhìn cô. Tiểu thư nhà họ Dư vốn ngang ngược, quen được cưng chiều, nay gặp vài đối thủ mạnh hơn mình. Hơn nữa đối thủ còn không thèm để cô vào tầm mắt. Điều này khiến cô vừa tức giận vừa băn khoăn. Tâm trạng mâu thuẫn đó cứ dày vò cô. Tình yêu có lẽ đã nảy nở từ lúc đó. Kể từ lúc Dư Kim Sa bị bắt, cả hai đều không nói năng gì. Trần Văn một mặt làm quen với ông Dư, mặt khác vẫn âm thầm toan tính việc riêng của mình. Rồi cũng tới lúc phải thả người, Trần Văn đưa cho Dư Kim Sa một cái hận tới tận xương tủy. Một con dao, anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Một là cô giết tôi, hai là lấy tôi.
Tiểu thư nhà họ Dư nghiến răng đâm một nhát ngập nửa con dao vào ngực anh. Sao anh không tránh đi? Dư Kim Sa đờ đẫn hỏi. Sao tôi phải tránh kia chứ? Nếu em không bằng lòng lấy tôi thà chết còn hơn. Vẻ mặt Trần Văn vẫn nửa cười, nửa không. Lúc ngã xuống, trong mắt anh lóe lên sự đắc thắng. Đúng như anh dự đoán, trái tim Dư Kim Sa đã hoàn toàn thuộc về anh. Cô chờ đợi ngày anh bình phục, bất chấp tất cả để thành thân với anh. Dư lão gia nghĩ thầm, trai tài gái sắc, chẳng phải chúng cũng rất đẹp đôi đó sao? Mình chỉ có duy nhất một cô con gái, lại được gả cho một chàng trai tài giỏi, xuất chúng, đúng là việc tốt. Lễ cưới mau chóng được tổ chức, Trần Văn và Dư Kim Sa đúng là một cặp uyên ương trời sinh. Dù có sắt đá đến đâu, thì đã bị Trần Văn chinh phục. Trái tim của Dư Kim Sa đã hoàn toàn thuộc về anh. Sau lễ cưới, họ quyết định lên núi du ngoạn. Lúc hai người đi ngang qua một vách núi, cô dùng mình nhớ lại chuyện ngày xưa. Chỉ vì một phút bồng bột, trẻ con, cô đã khiến cho cả một gia đình bị chết oan. Trên vách núi treo leo đang nở một bông hoa giống y như 10 năm trước. Dư Kim Sa chỉ muốn mau chóng rời xa cái nơi gợi lại kỷ niệm buồn trong cô, nhưng Trần Văn lại muốn trèo xuống hái hoa cho cô. Dư Kim Sa hét toáng lên. Đừng! Anh từ từ quay lại nói. Cô đã từng nói nếu không hái hoa cho cô sẽ bắt bố cô không nhận vải nhuộm nhà tôi đúng không? Dư Kim Sa sợ hết hồn, đứng im tại chỗ. Cô tưởng rằng tôi yêu cô ư? Cô xấu như dạ xoa thế, ai mà thèm yêu kia chứ? Tính nết vừa buông thả vừa đáng ghét. Chính cô đã hại chết bố mẹ tôi. Tại sao người chết lại không phải là cô? Thì ra Trần Văn chính là cầu tử ngày xưa. Tại sao anh đứng yên cho tôi đâm? Nếu không dùng khổ nhục kế, sao tôi có thể chinh phục được cô? Sao tôi có thể giày vò cô đau khổ như lúc này? Cô run bắn lên. Tình cảm anh dành cho tôi đều là giả ư? Anh không yêu tôi chút nào sao? Ha ha, muốn biết thật hay giả thế nào, tốt nhất cô hãy hỏi Diêm Vương ấy. Dư Kim Sa còn đang ngỡ ngàng thì đã bị Trần Văn đẩy xuống vách núi. Chỉ vì một bông hoa mà bao nhiêu người phải chết. Trong rừng vọng lên tiếng cười ngạo nghễ, đắc thắng đáng sợ của Trần Văn. Trần Văn trở về nhà, nói dối rằng Dư Kim Sa không may trượt chân ngã xuống vách núi. Dư lão gia tin lời con rể, ông phái người đi tìm, xác cô nhưng không thấy. Không lâu sau, Dư lão gia đau buồn, mắc bệnh rồi chết. Tài sản nhỏ Dư bỗng chốc thuộc về con rể. Anh trở thành người giàu có nhất làng. Anh thay Dư lão gia vừa thu mua thuốc, vừa thu mua vải nhuộm. Gia quyến nhà họ Dư, nếu không bỏ đi biệt xứ một cách khó hiểu, thì lại mắc bệnh lạ rồi qua đời. Chưa đầy 10 năm, nhà họ Dư đã không còn ai nữa. Trần Văn sống một mình nhiều năm. Người ta ca ngợi anh là người trung thủy, chọn cảnh sống một mình, vì hãy còn lưu luyến đại tiểu thư nhà họ Dư. Chỉ anh là người rõ hơn cả. Anh bị giày vò vì không thể quên được ánh mắt đau khổ tột cùng của Dư Kim Sa trước khi ngã xuống vực. Thời gian trôi mau, ánh mắt đó cuối cùng cũng được hóa giải bởi một kỹ nữ lầu xanh. Cô kỹ nữ đó nổi tiếng khắp thành. Mỗi lần vào thành bán thuốc, đi ngang qua lầu xanh đó, Trần Văn lại trông thấy cô ta chạy đầu trong dáng chiều rực rỡ. Mái tóc đen dài óng ả tung bay trong ánh chiều tà, đi vào cả giấc mơ của anh. Trần Văn năng lui tới lầu xanh đó hơn. Anh chuộc thân cho cô rồi quyết định lấy cô ta làm vợ. Cái tin Trần Văn sắp lấy vợ lan đi rất nhanh, nhanh chóng tới tai một người phụ nữ hái thuốc. Người phụ nữ đó trông giả nua xấu xí vô cùng. Cô đứng trên đường nhìn thấy Trần Văn và cô kỹ nữ kia đang trêu đùa nhau. Từng câu nói yêu thương của họ như khứa vào trái tim giấm máu của cô. Cô nắm chặt chiếc xẻng trong tay. Người phụ nữ đó chính là Dư Kim Sa năm xưa. Đúng là phúc to mạng lớn. Tuy bị trượt chân rơi xuống vực, nhưng ý chí phải sống trong cô mãnh liệt đến mức thúc giục cô bằng mọi giá phải tiếp tục sống. Cô cố bám vào cây mây, cho nên đã không bị thương quá nặng. Xuống được đáy vực, cô không thể tiếp tục đối mặt với những tình yêu và hận thù của mình nữa. Mặc dù rất hận anh, nhưng tận sâu thẳm trong lòng cô vẫn rất yêu anh. Dư Kim Sa hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian sau khi ngã xuống vực. Cô chẳng biết phải đối mặt với sai lầm của mình năm xưa như thế nào. Cũng chẳng có cách nào đối mặt với sai lầm hiện tại của Trần Văn. Mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô biết nếu bây giờ cô đột ngột xuất hiện trong làng, thì Trần Văn, người nắm giữ toàn bộ quyền hành trong làng Thạch Đầu, sẽ không ngần ngại thanh toán cô ngay. Cô chạy mãi, may mà gặp được một gia đình người mèo tốt bụng, đã thu nhận và giúp đỡ cô. Cô học được cách hái thuốc. Cùng lúc đó, cô phát hiện ra mình đang mang giọt máu của Trần Văn. Tuy bị phụ bạc, nhưng tận đáy lòng của cô rất yêu Trần Văn. Do đó cô cắn răng chịu đựng sinh ra đứa bé.
Tình yêu mù quáng ấy giày vò cô cả ngày lẫn đêm, khiến cô già đi nhanh chóng. Không ai còn có thể nhận ra Dư Kim Sa ngày xưa nữa. Cô tưởng mang con gái đi hái thuốc cùng, đứa bé rất ngoan ngoãn đáng yêu. Con bé đang lớn lên từng ngày, còn Trần Văn vẫn sống độc thân. Kim Sa biết cái chết của bố cô liên quan đến Trần Văn, nhưng cô không dám tìm hiểu sâu hơn nữa. Khi nhìn thấy Trần Văn cuối cùng đã yêu người đàn bà khác, thì nỗi hận dồn nén lâu trong lòng cô bùng phát. Cô đắm chìm trong nỗi thù hận. Nguyên nhân khiến cho cô cố tồn tại trên cõi đời này là để tìm hiểu xem Trần Văn có lưu luyến nhớ nhung mình không. Đáp án quá phũ phàng, trái ngược hoàn toàn với những gì cô mong đợi. Trần Văn đã quên cô. Cô chỉ muốn báo thù. Khi biết Trần Văn đã định ngày cưới, cô nghĩ ngay tới lời nguyền tai quái Ca Băng. Cô đưa mắt nhìn đứa con gái đang ngủ say. Lúc này cô không còn là mẹ của nó nữa, mà đã biến thành ác quỷ. Nỗi hận thù đó thật đáng sợ biết bao. Trên đường hái thuốc về, cô đã móc mắt con gái mình, rồi trói nó lên cây hòe già, để cho cây hòe hút hết máu tươi của nó. Năm sau cô tới đây, đào rễ cây hòe, dùng thứ nước đỏ như máu chảy ra từ gốc hòe nhuộm vải, rồi tìm mọi cách để đem tấm vải đến hôn lễ của Trần Văn, làm thành quà cưới cho Trần Văn. Tấm gương ký ức bỗng nhiên vỡ tan, bà già đó lại hiện ra, cả bốn người dụi mắt, họ đều đã tỉnh lại. Bây giờ các cháu đã biết nguồn gốc của lời nguyền Ca Băng rồi đúng không? Bà già hỏi, Tần Cẩm vẫn thắc mắc. Tặng tấm vải xong thì xảy ra vụ thảm sát dân làng ở đây. Sau đó cô Kim Sa đã đi đâu hả bà? Người tạo ra lời nguyền Ca Băng, về sau còn phải hiến linh hồn cho vua nữa. Ta cũng không biết cô ta đi đâu. Nhưng dù thế nào thì cô ta sống cũng như chết mà thôi. Đúng là hại được người thì cũng thiệt thân. Không hiểu cây bà Kim Sa này có bị điên không mà lại dùng lời nguyền Ca Băng này kia chứ. Kha Lương tức giận nói. Thôi các cháu đừng để tâm việc này nữa. Trời sắp tối rồi, nếu các cháu không mau khởi hành thì không ra khỏi làng được đâu. Các cháu mau đi đi, bà già giục họ. Tần Cầm rất thương Tiểu Ngư liền đề nghị. Bà ơi, chúng cháu muốn đưa Tiểu Ngư đi cùng. Bọn cháu không muốn nó tiếp tục sống với người chết nữa. Đừng mang nó theo. Nếu Tiểu Ngư rời khỏi đây thì nó sẽ chết. Các cháu yên tâm đi đi. Ta sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Chỉ cần mắt nó không mở ra thì nó vẫn có thể sống hạnh phúc. Bà ơi, thế bà định thế nào? Ta vốn là người trung nom nơi này, là tín đồ của vua. Ta không rời bỏ mảnh đất này được. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định quay về nhà Tiểu Ngư, lấy hành lý và lên đường. Về tới nơi không thấy Tiểu Ngư đâu, họ đành lấy hành lý rồi đi ngay, không kịp tạm biệt thằng bé, vì nếu họ đợi thêm, trời sẽ tối mất. Họ đặt Hắc Bảo xuống, nó chạy đằng trước dẫn bốn người đi qua chỗ gặp bà già lúc nãy, thì không thấy bà già đâu nữa. Họ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng vậy. Mọi người sải bước theo Hắc Bảo, nó đã tìm ra một con đường khác rất khúc khuỷu sau bụi cây. Càng đi càng thấy nhiều cây, họ đã không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Lúc tới đây, hình như không có nhiều cây đến vậy. Hắc Bảo chạy nhanh đằng trước, mọi người cố bám theo sau. Thi Thi trượt ngã, Tử Minh vội đỡ cô dậy, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau bọn Tần Cẩm. Bỗng Hắc Bảo đột ngột dừng lại rồi lùi về phía sau. Bốn người đoán nó đã gặp trở ngại ở phía trước, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Một bóng người từ từ đứng dậy ở lùm cỏ trước mặt, chính là Tiểu Ngư. Tiểu Ngư vẫn cười hì hì rất dễ thương. Nhìn thấy Tiểu Ngư, Tần Cẩm vui sướng reo lên. Tiểu Ngư! Rồi vội vàng chạy về phía thằng bé. Kha Lương nhanh tay kéo cô lại. Mọi người đều nhận thấy thằng bé đã không còn nhắm mắt nữa. Nó đang tròn mắt nhìn họ cười. Tiểu Ngư nhẹ nhàng hỏi. Sao anh chị lại đi thế? Chẳng lẽ anh chị không thể ở thêm mấy ngày chơi với em được sao? Bốn người lạnh xương sống. Còn Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn họ. Từ lâu em đã biết mình không bị mù. Mặt trăng và những vì sao em gặp trong mộng đều là thật. Thế nhưng do bố mẹ em đều đã qua đời, người làng cũng chết cả rồi. Em không dám đối mặt với thực tế vũ phàng ấy mà em cứ nhắm nghiền mắt lại. Thi Thi giải thích. Tiểu Ngư à, anh chị thực sự rất muốn đưa em đi cùng, nhưng bà nội của em nói em không thể rời xa nơi này được. Đúng là em không thể rời xa nơi này được, nhưng anh chị có thể ở lại đây chơi với em mà. Tiểu Ngư tiến lên phía trước vài bước. Bọn Tần Cẩm lại lùi về phía sau tránh. Kha Lương sốt ruột hỏi thẳng. Rốt cuộc em muốn gì đây? Nhìn cảnh tượng mấy người lớn cao to lại run sợ trước một đứa bé chỉ 5-6 tuổi, bình thường chắc không ai có thể nhịn được cười. Tiểu Ngư trả lời, em đã nói rồi, em muốn anh chị ở đây chơi với em. Mấy ngày, chàng ngốc Kha Lương, giở trứng mà cả, ở luôn, không quay về nữa. Đúng lúc này họ nghe thấy một giọng nói vọng lại từ phía sau. Các cháu mau trốn đi, Tiểu Ngư đã mở mắt rồi, bây giờ nó không phải là Tiểu Ngư lúc trước đâu. Các cháu mau chạy đi, nó sẽ giết các cháu đấy. Là giọng của bà nội Tiểu Ngư. Hắc Bảo lấy đà nhảy về phía Tiểu Ngư.
Thằng bé tàn nhẫn giơ tay đập mạnh con mèo đang nhảy trên không xuống đất. Tần Cẩm bất chấp hiểm nguy xông lên phía trước ôm lấy Hắc Bảo đang bị thương. Mọi người quay đầu chạy thục mạng. Tiểu Ngư không đuổi theo, nhưng họ đều cảm thấy ai đó đang thổi một luồng hơi ở sau cổ. Cảm giác đó giống như Tiểu Ngư đang ngồi ngay sau họ vậy. Họ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không dừng. Càng ngày con đường càng khó đi, rừng rộng càng lúc càng âm u, rộng lớn. Họ nhanh chóng bị mất phương hướng. Lúc này bọn họ giống như con ruồi không định vị được phương hướng, cứ bay loạn xạ trong rừng sâu. Màn đêm dần buông xuống, họ mệt mỏi dừng lại nghỉ. Nếu cứ tiếp tục chạy không mục đích thế này, sớm muộn gì họ cũng chết vì mệt thôi. Kha Lương dừng lại, nói trong tiếng thở gấp. Đằng nào thì cũng chết, sao bọn mình không chọn cái chết nào cho nhẹ nhàng một chút? Chứ cứ sống khổ, sống tội thế này, cũng không ổn chút nào. Sao anh biết chúng tôi sẽ chết? À, tôi quên mất, anh còn có vật báo gia truyền gì đó mà. Tử Minh dè bỉu. Nghe đến đây, Kha Lương mới sực nhớ ra vật báo gia truyền nhà mình. Anh nói với Tần Cẩm, cậu mau lấy khuyên tai ra đi, biết đâu lại có thể cầm cự được một lúc thì sao? Tần Cẩm lấy chiếc khuyên tai đang sáng bừng ra, mọi người nhìn nhau, không ai nói năng gì. Bốn người đứng dựa lưng vào nhau, đột nhiên họ nghe thấy tiếng lạo xạo như âm thanh đào đất vang tới. Tần Cẩm hốt hoảng nói, nguy rồi, Tiểu Ngư đã gọi người làng tới đó. Thằng nhóc này không đấu nổi chúng ta, lại bày trò gọi mấy xác chết đến dọa đây. Mày tưởng bọn tao sợ đấy à? Kha Lương nổi quạo nói. Anh nói không sợ mà lại run bần bật thế. Lục Tử Minh châm chọc. Run là run thế nào? Chẳng qua trúng gió nên cảm lạnh chút thôi. Thì càn ngăn, đã đến nước này mà các anh vẫn còn tâm trạng cãi nhau à? Cậu thì biết cái gì? Cãi nhau là để giảm sẽ chết đấy. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi hai người đàn ông này có cùng quan điểm. Tần Cẩm không để ý đến bọn họ. Cô cẩn thận chăm sóc Hắc Bảo đang bị thương. Cô nghĩ thầm lần này chết chắc rồi. Trước kia mỗi khi bị dồn vào thế cùng, Hắc Bảo thường xông ra giúp đỡ, bảo vệ cô, như lần này Hắc Bảo bị thương rồi. Có còn ai đến giúp cô đây? Từ trong rừng rậm, bỗng xuất hiện một đám xác chết, đang ồ ạt tiến về phía họ. Bỗng họ đứng yên tại chỗ. Kha Lương luyến tiếc nói, nếu sớm biết đội hình của chúng đông đảo thế này, bọn mình cũng chẳng cần phí sức chạy thục mạng tới đây làm gì. Lục Tử Minh đồng ý với quan điểm của Kha Lương. Tôi thấy bọn xác chết này cũng chẳng đáng sợ lắm. Mình đã trải qua quá nhiều chuyện rùng rợn rồi, do đó chẳng có chuyện gì có thể làm mình sợ được nữa. Thi phụ họa theo. Bọn họ tựa sát vào nhau, nhìn lũ xác chết càng lúc càng tiến lại, dường như xích hoàn và vòng ngọc vẫn còn phát huy tác dụng, nên bọn chúng không dám tiến tới quá gần họ. Họ bình tĩnh đón đợi sự sắp đặt của số phận. Mọi người nói xem, chúng ta có bao nhiêu phần trăm có thể trốn thoát khỏi đây? Kha Lương nghiêm túc hỏi. Ba người còn lại nhìn nhau cười. Bọn họ đều cảm thấy cơ hội trốn thoát của họ gần như bằng không. Một giọng nói đanh thép cất lên. Ta đảm bảo 100% các con có thể thoát khỏi nơi này. Họ ngạc nhiên vô cùng. Thực sự họ không nghĩ rằng thời điểm này lại có người ngoài nói chuyện với họ. Đâu đó vọng lại tiếng tụng kinh. Những xác chết kia dáng vẻ rất đau đớn, từ từ ngã xuống đất. Tiếng tụng kinh ngày càng to, khiến cho các xác chết lùi lại phía sau. Chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng sâu. Một bóng người đang nhảy lên nhảy xuống. Một người nữa lại đang đứng trên cây rắc một thứ bột gì đó xuống đất. Đến thời điểm này, họ không biết có tổng cộng bao nhiêu người và những người đến cứu họ là ai nữa. Mặt Kha Lương tái xanh, lúc này trông anh còn thảm hại hơn lúc bị bầy ma bao vây. Bóng người kia lại nhảy bổ tới, tát vào hai má Kha Lương. Kha Lương bị đánh mà không nói được gì. Tần Cẩm nhận ra đó chính là người đàn bà đã đánh Kha Lương trên đường quốc lộ trước kia. Mẹ anh, Lục Tử Minh cũng biết, chỉ có Thi thì ngạc nhiên nhìn. Tần Cẩm nói nhỏ, không có gì đâu, đó là mẹ của Kha Lương đấy. Thi vẫn không tin nổi người đàn bà trẻ đẹp kia lại có con lớn đến thế. Sao bà ấy lại có thể giữ được thân hình trẻ đẹp đến thế nhỉ? Thi hỏi nhỏ Tần Cẩm. Không ngờ bà Nạp Lan Tĩnh cũng nghe thấy. Bà đi về phía cô và hỏi, cháu thật có con mắt tinh đời, cháu thấy ta giữ dáng tốt đấy chứ. Không ai ngờ sự việc lại chuyển biến nhanh như thế, đến Lục Tử Minh cũng không hiểu đầu cua tay nheo thế nào. Bóng một người nữa nhảy từ trên cây xuống. Ông ta béo phị, hói đầu, bụng phệ. Kha Lương trông càng đáng thương hơn, anh sợ xanh mặt. Người đàn ông đó cũng tiến về phía Kha Lương, rồi tát anh hai cái. Kha Lương uất ức nấp sau lưng Tần Cẩm. Hành động của ông ta không qua nổi mắt bà Nạp Lan Tĩnh, lúc này đang bàn luận cùng Thi về đồ mỹ phẩm. Bà hùng hổ tiến đến tát ông, rồi vặn hỏi, ông lấy cớ gì mà đánh con trai tôi? Nó cũng là con trai tôi, tại sao bà được quyền đánh con, mà tôi thì không? Hóa ra người đàn ông trung niên hói đầu kia chính là bố của Kha Lương. Trừ tôi ra, không ai được phép đánh con trai tôi. Bà ta quả thật rất hung dữ. Người đàn ông đó bị lép vế,
nhưng chẳng làm gì được, tức tối nhìn Kha Lương. Được mẹ bảo vệ, Kha Lương không sợ nữa. Anh nói với bố mẹ. Bố mẹ à, nơi này đông người, muốn đánh bố mẹ cũng nên về nhà mà đánh con chứ. Bố mẹ cũng nên giữ thể diện cho con một chút. Người đàn ông đã lấy lại phong độ thường ngày. Ông ngẩng đầu giới thiệu với mọi người. Xin chào, tôi là Kha Gia Khoan, bố của Kha Lương. Tuy có hơi xấu trai một chút, nhưng tôi đúng là bố đẻ của Kha Lương. Kha Lương giấu ông nội nó. Mọi người cố nhịn cười, họ cảm thấy nhà họ Kha này thật kỳ quặc. Thi Thi chợt nhớ ra. Kha Gia Khoan, bậc kỳ tài kinh doanh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Hồng của thành phố chúng ta đúng không? Trời ơi, Kha Lương à, cậu đúng là công tử nhà giàu đấy. Nạp Lan Tĩnh hớn hở ra mặt, bà cứ vuốt ve bàn tay của Thi Thi. Chỉ hận mình không thể khen cô 1 triệu lần. Cháu thật có con mắt tinh đời đấy. Kha Lương ngạc nhiên hỏi, sao bố mẹ lại xuất hiện ở đây chứ? Kha Gia Khoan cột hứng trả lời. Mày tưởng bố mày thích đến đây lắm đấy à? Nếu không nể tình ông nội mày, thì tao đã mặc kệ cho mày chết ở nơi khỉ ho khó ngáy này rồi. Ông nội ư? Cả 4 người đồng thanh hỏi. Đúng thế, tối qua ông mày báo mộng cho tao biết mày đang gặp nguy hiểm. Ông còn chỉ đường cho tao đến đây để cứu mày và các bạn đấy. Kha Lương ơi là Kha Lương, tao đã cố gắng tạo điều kiện để mày học hành, không cho mày tìm hiểu về trò bắt ma bắt quỷ này rồi. Tại sao mày không chịu nghe lời tao? Kha Gia Khoan tức giận mắng con. Tại sao bố mẹ không cho con học đạo thuật chứ? Kha Lương giận dỗi hỏi. Bố mẹ không cho con học là vì cái chết của chị con. Con còn có chị gái sao? Kha Gia Khoan nóng lòng muốn kể hết mọi việc cho Kha Lương nghe. Dòng họ Kha chúng ta coi việc bắt ma là một nhiệm vụ thiêng liêng. Thực ra bắt ma không dễ, nếu làm không đến nơi đến chốn sẽ bị chúng báo thù. Bọn ma đã giết chết bà nội con, một người phụ nữ hiền lành lương thiện ngay trước mắt ta. Ta cố gắng học giết ma là vì lý do đó. Ông thở dài rồi nói tiếp. Sau khi ông nội con nghỉ hưu, ta tiếp tục kế nghiệp một lòng một dạ bắt ma. Để tránh lặp lại bi kịch như mẹ của ta đã gặp phải, ta chọn vợ là một nhân tài trừ ma, chính là mẹ con. Chúng ta yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, cùng nhau bắt ma để trừ hại cho dân. Đó là những ngày tháng rất có ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta. Nạp Lan Tĩnh bùi ngùi, quệt nước mắt trên mặt. Trông bà lúc này rất đau khổ, hồi ức về những ngày tháng đó vẫn in sâu trong tâm trí bà. Sau đó chúng ta sinh hạ ra chị gái của con, Tiểu Như. Nó có tài năng thiên bẩm, nếu không chết thì nó đã có thể trở thành anh tài giết ma trong dòng họ của ta. Nhưng nó bị bọn ma hại chết. Lần đó chúng ta gặp phải một đối thủ đáng gờm, thiếu chút nữa nó đã giết chết cả nhà chúng ta. Do chúng ta có thể chống cự lại được nên may mắn thoát chết. Còn Tiểu Như lúc đó mới 2 tuổi đã bị con ma ấy sát hại. Bầu không khí trở nên nặng nề. Mẹ con đau đớn chỉ muốn chết đi, và ta cũng vậy. Nhưng chúng ta dồn nỗi hận thù này vào việc báo thù ác ma. Chúng ta chỉ ngừng việc truy sát ma khi mẹ con có thai con. Chúng ta đã từng mất một đứa con gái, do vậy không thể tiếp tục mất thêm một đứa con trai nữa. Sau khi sinh con, bố mẹ đã bỏ nghề này rồi theo đuổi nghề kinh doanh. Thực ra ta đã rất sợ con lại dẫm lên vết xe đổ của bố mẹ, nên tìm mọi cách để ngăn cản không cho con học đạo thuật. Không hiểu có phải do di truyền hay không mà con lại rất hứng thú với việc này. Nếu sớm biết con thích công việc này, ta đã tiếp tục kế thừa tổ nghiệp. Nếu làm thế, có lẽ ta đã không phải chịu báo ứng, bị sư tổ lấy đi vẻ khôi ngô tuấn tú. Kha Lương cảm động sụt sịt nói với bố, con xin lỗi bố, con đã luôn làm bố phải lo lắng. Thực sự Kha Lương không ngờ rằng ông bố béo phì suốt ngày đấu khẩu với mẹ đã vì sự an nguy của anh mà hy sinh bản thân, dũng cảm từ bỏ trách nhiệm lớn lao của dòng họ. Nhưng Kha Lương vẫn không thể bỏ được tật lắm mồm cố hữu. Bố đã từng đẹp trai à? Ông gõ nhẹ vào đầu Kha Lương rồi nghiêm túc nói. May mà tối qua ông nội bảo chúng ta tới cứu con, nếu không hôm nay các con đã gặp nguy rồi. Bố à, chỉ có bố mẹ tới cứu bọn con à? Lúc nãy bố rắc thứ bột gì đó. Đó là dẫn hồn hương, dùng để gọi người chết trở về nơi của họ. Tuy nhiên hai chúng ta chỉ có thể đối phó được với lũ xác chết kia, chứ không có cách nào đối phó được với âm đồng. Chỉ một người duy nhất có thể làm được việc đó. May mà chúng ta đã mời được bà ta cùng tới đây. Buổi đọc sách của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.